Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay đã có 2 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên cũng không gây thiệt hại quá nhiều cho nước ta. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định về hiện tượng ENSO, bước sang đầu tháng 8 trở đi thì tình hình bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày càng phức tạp và diễn biến khó lường. Theo nhận định của các Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc tế kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ GFS cho biết, thì hiện nay trên Biển Đông tiếp tục xuất hiện thêm một vùng áp thấp nằm ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, mạnh lên với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng từ 10 đến 15 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông nam. Trong 12 giờ đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ vị tuyến 17,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107 đến 110 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vị trí, cường độ và hướng di chuyển của áp thấp này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong cận tin sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường nên bà con cần đề phòng và chú ý. Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,5 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh, từ nay đến ngày 25 tháng 8, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tiếp theo là tiên mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ, cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Thưa quý vị, đêm qua và sáng nay ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa đến mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng từ 21 đến 24 độ Vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 mét hoạt động mạnh dần lên, nên từ chiều nay đến sáng mai ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Hiện nay, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ khu vực Thượng Lưu có khả năng đạt mức báo động 1. Các sông suối chính ở khu vực Trung và Hạ Lưu ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc xoáy là cấp 1. Tiếp theo bản tin là tin nắng nóng ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía nam, rãnh áp thấp có trục khoảng từ 22 đến 25 độ Vĩ Bắc, kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày mai ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến ngày từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ.
cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24 đến ngày 25 tháng 8, nên bà con ở những khu vực này cần hết sức lưu ý. Lưu xuống thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay trời lại có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở Tây Nguyên 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Sang đến ngày mai thì thời tiết ở các khu vực này cũng không có gì thay đổi. Hiện nay trên khu vực các tỉnh Bình Phước và Tây Ninh có một số nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 4 giờ qua tính được tại một số nơi như Núi Bà 117mm, Phú Vinh 83mm, Tây Ninh, Bù Nho 184,5mm ở Bình Phước. Trong khoảng 1 đến 3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh này tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến khoảng 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra ở các huyện như Châu Thành, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Phú Riềng, Bù Đăng, Lộc Ninh, Bình Phước. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, dị mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Hiện nay tất cả các vùng miền trên cả nước đều có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sấy và gió giật mạnh. Riêng vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Bình Định đến Ninh Thuận không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây để hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.